Các bạn mà đã theo dõi và tham gia đào cái Parampoint này cùng kênh Invest TV chúng mình, lưu ý thỉnh thoảng vào các bạn sẽ có một số những cái nhiệm vụ ở đây. Đó, để làm gì? Để các bạn kiếm thêm được point điểm. Ở đây chúng ta đang thấy là đó đã có cập nhật đến task 25 rồi. Thì ra những cái việc mà các bạn kiếm điểm Parampoint này nó hết sức đơn giản. Các bạn chỉ cần like những cái post của dự án ở trên Twitter để các bạn nhận thêm cái điểm tích lũy Parampoint trên tài khoản của các bạn. Mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đó, đây này. Bạn execute cái tài khoản X lên. Sau đó thì các bạn chỉ cần vào đấy, đấy, thêm vào dấu trang này, đã thả tim này, đăng lại này, rồi thêm một phần trích dẫn lại này. Mỗi thứ các bạn làm một lượt thôi, sau đó thì các bạn sẽ đây, sau đó bình luận nữa. Đó. Các bạn làm một lần này, mình sẽ thoát ra. Đấy, sau bạn collect rewards là bạn đã nhận thêm được 150 point thưởng. Đó, sau đó các bạn sẽ quay lại là thấy cái phần task 20 này các bạn đã tích xanh là các bạn đã nhận được 150 point thưởng. Đây này, task 21, 22, 23 thực ra đều làm lại các cái bước mà mình vừa làm một lần ở trên. Các bạn chỉ cần kích vào SQ. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái bài viết mới nhất của họ. Mình đã làm đủ hết đây rồi. Thì tắt luôn đi. Sau đó quay lại collect rewards là xong. Đó, các bạn xem 21, 22 mình làm nhanh lên cho các bạn xem nhá. Rồi tắt luôn đi. Ok, đó. 23. Nhưng mà các bạn phải để ý xem là có đúng cái bài của mình đã. Đây, cái này sang một cái dòng trạng thái mới của họ rồi thì mình sẽ lại tiếp tục làm lại các cái bước đấy. Đó, các bạn thỉnh thoảng phải vào check xem là họ có bài viết mới không để các bạn nhận phần thưởng nhá. Đó, mình làm đến 24 SQ, cái này thì giống cái kia rồi. Đó, chính xác là đã làm rồi, collect. Đây. Đúng, tất cả những cái bài này mình đã vừa làm một ở trong một cái lần đầu tiên rồi. Đó, thì bạn nào mà chưa tham gia cái kèo này thì có thể tham gia cùng với chúng mình bằng cách nhập cái mã mời mình để ở phần phía dưới một mô tả các bạn nhé.